bạn quay trở lại với đi review. Và như chúng ta đã biết thì điều làm nên thương hiệu của Apple là gì? Không phải là giá cắt thật đâu nhé, mà là Apple luôn khiến cho người dùng yên tâm về sự bền bỉ và hỗ trợ lâu dài của mình. Và những chiếc iPhone được sản xuất ra có tuổi thọ lên đến 5 năm. Ví dụ như là chiếc iPhone 6S, iPhone SE hay iPhone 6, bla bla bla, thì những khả năng sử dụng của nó vẫn mượt mà và trong tác vụ thông thường hay là game nặng. Mà giá cả thì lại quá ngon đi chứ, chỉ từ 3 triệu đến 4 triệu đồng mà thôi. Và ở trong video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn 3 chiếc iPhone cũ nghe có vẻ đã già nua nhưng thật ra là rất ngon và giá lại còn rẻ. Chúng ta cùng bắt đầu video thôi nhé. Cả 3 chiếc iPhone mà mình hôm nay đem tới cho các bạn đều sử dụng con chip Apple A9. Và chắc chắn các bạn cũng đoán sơ sơ ra được rồi đúng không nào? Và đầu tiên thì đó là chiếc iPhone 6S với giá khoảng từ 4.190.000 đồng cho phiên bản 16GB. Và về thiết kế thì chiếc iPhone 6S giống hệt chiếc iPhone 6. Về độ bền thì mặt lưng kim loại trên iPhone 6S sẽ có khả năng chống chịu va đập tốt hơn so với mặt lưng kính từ đời iPhone 8 trở lên. Tất nhiên rồi, từ thời iPhone gần đây, iPhone 8 hay là iPhone X thì Apple đã cải thiện chất lượng màn hình với tính năng trụ tông, cùng với đó là khả năng điều chỉnh nhiệt độ màu tổng thể để phù hợp với ánh sáng môi trường. Tuy nhiên thì màn hình trên chiếc iPhone 6S vẫn cho khả năng hiển thị tốt và nó có cùng độ phân giải với iPhone 8, và màn hình này cho khả năng tái tạo màu sắc khá là trung thực, phù hợp với gần như mọi nhu cầu khi chơi game, xem phim, bla bla. Và con chip Apple A9 trên chiếc iPhone 6S vẫn cho một hiệu năng tương đối tốt so với chiếc iPhone 7 hay là iPhone 10 thì có thể là mất nhiều thời gian hơn để load các ứng dụng. Nhưng mà tuy nhiên so với Android thì iOS vẫn mượt và nhanh hơn rất nhiều. Trong quá trình sử dụng, máy thì rất ít gặp hiện tượng giật lag hay là ao ứng dụng. Và camera trên chiếc iPhone 6S vẫn cho những bức ảnh cực kỳ chất lượng, độ nét cao, khả năng chụp hình nhanh và lấy nét tốt. Mặc dù không có camera kép, nhưng về phần cứng thì chắc chắn sẽ phải bàn lại rồi đúng không nào? Trong tầm giá 4 triệu đồng thì chắc chắn không có chiếc máy nào có chất lượng gia công ăn được chiếc iPhone 6S cả. Và bên cạnh đó thì thiết bị này cũng cho khả năng quay video 4K cũng như là quay video slow motion. Chiếc máy tiếp theo đó vẫn là chiếc iPhone 6S, nhưng đây là một phiên bản iPhone 6S lock 64GB. Và trước đây đối với chiếc iPhone lock mà chúng ta cần SIM kép để kích hoạt và để đánh lửa nhà mạng và để có thể sử dụng bình thường. Nhưng hạn chế của điều này thì mỗi khi Apple fix lại thì chúng ta lại không được tháo SIM ra, vì nó sẽ làm chiếc iPhone lock trở thành một chiếc máy tính bảng chỉ để bắt được wifi. Nhưng còn bây giờ thì nhờ những cái mã ICCID thần thánh mà chúng ta không cần lắp thêm SIM kép nữa, mà cũng tha hồ mà tháo lắp SIM như bản quốc tế. Hơn nữa thì giá của chiếc iPhone lock cũng rẻ hơn rất nhiều. Hiện tại thì bản iPhone 6S lock 64GB có giá chỉ từ 4.390.000 đồng, quá rẻ rồi đúng không nào? Và cuối cùng đó là chiếc iPhone SE. iPhone SE được thừa hưởng những tinh hoa đẹp nhất từ chiếc iPhone 5S. Chiếc điện thoại làm nên thần thoại của Apple. Với thiết kế này của iPhone SE thực sự nhỏ gọn khi chỉ có kích thước màn hình 4 inch, đem lại cảm giác cầm nắm thoải mái và sử dụng chỉ bằng một tay cực kỳ dễ dàng. Sự nhỏ gọn này có thể dễ dàng đựng túi quần, mang đi bất cứ đâu. Và nếu như coi chiếc iPhone SE là một con quái vật tí hon thì cũng không phải là sai, bởi tuy sở hữu thiết kế của chiếc iPhone 5S nhưng cấu hình, phần cứng của chiếc máy lại là của iPhone 6S. Với con chip Apple A9 RAM 2GB và sức mạnh khủng tới từ con chip Apple A9 kết hợp với sự tối ưu tuyệt vời của iOS. Chính vì thế mà chiếc iPhone SE hiện tại vẫn có sức mạnh đáng kinh ngạc trong một thân hình nhỏ bé, giúp các bạn có thể chế được bất cứ game nào trên điện thoại hiện nay như Liên Quân Mobile ở mức Max Setting. Ngoài ra thì với điểm hiệu năng AnTuTu lên tới hơn 150.000 điểm, nó có thể đánh bại gần như tất cả các mẫu smartphone trong tầm giá 5 triệu trở xuống. Và giá của sản phẩm này chỉ ở mức cực kỳ sinh viên. Tại Diện Ưng Minh, nó đang được niêm yết với giá là 2.790.000 đồng. Và trên đây là bộ 3 sản phẩm iPhone cũ mà mình đem đến cho các bạn, có giá cực kỳ rẻ nhưng vẫn mượt mà trong các thao tác cơ bản cũng như là tác vụ hàng ngày hay thậm chí là chơi game nặng. Rất thích hợp với những bạn nào có tiền ít mà vẫn thích hàng thơm. Và link sản phẩm mình đã để lại bên dưới phần mô tả video. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của Review. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.